trời ơi, cái bà già này phiền phức quá à. Lớn rồi chứ không phải con nít đâu mà ăn uống đổi tùm lum vậy. Mẹ xin lỗi, tôi bận trăm công ngàn việc chứ không có rảnh đâu mà chăm sóc cho bà, xin lỗi hoài tối ngày. Mẹ mệt quá. Mẹ con gì ở đây nghe mắt mệt à? Nếu không phải vì anh Hưng, anh giỏi, anh đi làm anh kiếm nhiều tiền á thì còn lâu á tôi mới về đây hầu hạ cho bà, còn lâu tôi mới về phe của bà đó. Mẹ tránh ra đi, bà biết bà vô dụng lắm không? Ủa, tôi nhớ là bà hứa tôi mà, bà hứa là bà sẽ tạo điều kiện cho tôi với anh Hưng đến với nhau đó. Tạo điều kiện hay quá, mấy tháng trời này ông đi đâu mất tiêu, có thèm quan tâm gì tới tôi không? Bà già vô dụng. Tôi đúng là con người tráo trở, tôi bệnh mới có mấy ngày nè. Bà con, bà trở mặt, tôi nhìn lầm cô ơi. Tôi nói bà nghe nè, tôi đố bà tìm được ai thương bà thật lòng á. Bây giờ tụi nó có thương á, chẳng qua là thương tiền của bà thôi. Thời buổi bây giờ mà, nếu như mà không có lợi ích thì đâu ai mà ngu lăng xả gì người dân, đúng không? À đúng rồi, mà có con Lam á là nó xấu, chứ tôi thì tôi không có rảnh rồi đó nha. Bây giờ bà có thể kêu nó về đây chăm sóc hầu hạ cho bà. Nể tình mấy lâu nay tôi thấy bà cũng mà chịu khó tác hợp cho tôi với anh Hưng mà không có thành, nên thôi tôi cũng mang thuốc lên cho bà uống. Bà tranh thủ bà uống đi nha, chứ không thôi bà chết á tôi không có chịu trách nhiệm được nha. Tôi đi à, không hẹn gặp lại. Trời ơi, bác ơi, bác có sao không bác? Bác ơi, bác ơi, bác có sao không vậy? Bác ơi. Bác tỉnh rồi hả? Bác thấy trong người như thế nào? Tôi đỡ nhiều rồi cô. Bác có tiền sử bị bệnh tim á, nên bác đừng có kích động quá. Cũng may á là chị Lam chỉ đưa bác vô cấp cứu kịp thời á. Con bé đưa tôi vô đây sao? Dạ đúng rồi. Trời, chị Lam chỉ lo cho bác lắm luôn á. Con kêu chị về nghỉ ngơi đi, dù sao chị cũng coi bác một ngày một đêm rồi, cũng mệt rồi mà chị không có chịu. À mà thôi, bác nghỉ ngơi nha, con qua phòng khác. Tỉnh rồi hả? Bác thấy trong người sao rồi? Con lo cho bác dữ lắm á. Con có mua cháo cho bác nè, để con lấy cháo cho bác ăn nha. Làm bác đối xử tệ với con như vậy mà con lại giúp đỡ bác, con càng tốt với bác bao nhiêu thì bác lại càng thấy xấu hổ bấy nhiêu. Mẹ cấm con không được dắt con nhỏ này về nhà mẹ. Con nghĩ cái chốn này là chốn không người hả? Tại sao muốn dắt ai về là dắt vậy? Mẹ à, con thật sự không hiểu là tại sao mẹ lại có ác cảm với Lam như vậy luôn á. Lam có gì không tốt hả mẹ? Cái gì nó cũng không tốt hết á. Vừa xấu xí quê mùa, đã vậy là một tay bưng bê phở nữa chứ. Tối ngày cắm cái bản mặt vô cái tô phở á, suốt cuộc đời không có ngẩng mặt nhìn đời được à. Mẹ nói rồi, con đẹp trai, mẹ cho con ăn học đàng hoàng, nhà mình lại khá giả nữa, quen ai không quen, đi quen con quê mùa vậy. Để mẹ làm mai con Linh cho con. Con bé vừa mới đi du học nước ngoài về, nó giỏi dữ lắm, nó lại đẹp nữa. Ngoài trừ Lam ra con sẽ không yêu ai hết á. Thôi mà anh Hưng, anh đừng nói mẹ vậy, mẹ không có ác ý gì đâu. Chắc tại là do em không đủ giỏi để hài lòng mẹ. Anh đừng nói vậy mẹ buồn á. Cô đừng có diễn cái trò mèo khóc chuột ở đây. Cô thấy mẹ con tôi bất hòa, trong bụng cô vui lắm phải không? Khoái lắm, mà đặt giả bộ hoài à. Đó, con dâu tương lai của tôi tới rồi đó. Cô chờ mà nhìn xem nha, không coi con dâu của tôi nè. Trời, con dâu cưng của mẹ. Vô đây con. Vô ngồi đây nè, ngồi xuống đó, ngồi kế Hưng đi. Con chào anh. Sao mà lâu dữ mới ghé thăm mẹ vậy hả? Dạ con xin lỗi, tại vì mấy bữa nay con bận đi công tác nước ngoài á, vừa đáp máy bay xuống là con đi qua đây liền nè. Còn có mua quà nè, nước hoa chính hãng đúng mùi mẹ thích luôn á. Nhỏ này biết điệu ghê vậy đó, nó biết ý mẹ luôn á. Biết mẹ thích nước hoa mùi gì nữa chứ đâu như ai kia, hoa tàn là đi tay không không à.
chắc là do ông tiền mua. Mẹ này, anh Hưng, trời ơi lâu quá rồi không có gặp anh á, nhìn anh vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào nghe. Chào chị. Ủa mẹ, giúp việc mới hả? Nó làm giúp việc được cũng mừng à, cỡ nó mà vô xin giúp việc á, mẹ không dám nhận đâu, đủ móc mà đòi chòi mâm son. Ủa, hóa ra đây là chị Lam đó hả? Chị ơi em xin lỗi chị nha. Trời ơi sao mẹ không nói sớm, cái miệng con vô duyên tự nhiên nói chị Lam là người giúp việc à. Mà mẹ cũng đừng chê chị tội nghiệp, đâu có ai trên đời này muốn xấu hoài đâu mẹ. Chẳng qua là nghèo quá không có tiền thì làm sao mà trưng diện được. Con nghĩ á, là nghèo ai mà không muốn đổi đời đúng không mẹ? Quá đáng lắm rồi đó. Em đâu có nói gì đâu mà quá đáng. Mẹ thấy nó nói đúng mà con. Mẹ. Dạ con xin lỗi, con xin phép. Lam, hai người thật là quá đáng á. Hưng, Hưng, con đứng lại cho mẹ. Hưng, anh Hưng. Mẹ, mẹ kêu con qua đây hả, chơi với ảnh, mà bây giờ anh bỏ theo con nhỏ xấu xí đó, con không chịu đâu. Thôi, ngồi xuống đi. Như vậy là anh coi thường con đó. Con đẹp con đừng có nóng giận mau già đó. Con đẹp như vậy nè, làm sao ông Hưng nó dám coi thường con được. Để cho mẹ, mẹ nói chuyện lại với nó. Vậy mẹ giải quyết chuyện này cho con nha. Con yên tâm đi, để mẹ giải quyết cho. Mẹ chỉ công nhận có một mình con là dâu của mẹ thôi, còn con khác vô á còn lâu à. Mẹ hứa đó nha. Ừ. Bác à, bác đừng có suy nghĩ nhiều. Bệnh tình của bác á là tránh xúc động mạnh. Con hiểu hết á. Con hiểu á là bác thương anh Hưng, cho nên á bác mới làm như vậy. Ngày bản thân của con, sau này nếu con có con trai, con cũng sẽ dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con của con, giống như bác vậy đó. Thôi bác đừng xúc động. Mẹ. Ủa Hưng, mẹ thấy trong người sao rồi mẹ? Mẹ khỏe nhiều rồi. Cũng may nhờ có con Lam, nó đưa mẹ đi bệnh viện kịp thời, chứ nếu không thì... Thôi mà mẹ, mẹ khỏe là tốt rồi. Anh cảm ơn em. Lam ơi, bác xin lỗi con nha. Con đừng có giận bác nữa nha Lam. Bây giờ mẹ thành tâm tác hợp cho hai đứa con, mẹ đã hiểu ra một điều, tất cả không thể nào vì cái vẻ bề ngoài được. Quan trọng là hai đứa con thương yêu nhau thiệt lòng, sống bên cạnh nhau thấy hạnh phúc vui vẻ là mẹ vui lắm rồi. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Vậy đó, mà lúc đầu mẹ không chịu tin con, bây giờ mẹ biết tại sao mà con yêu Lam nó như vậy rồi đúng không? Chà bà, bà đặt bắt bẻ mẹ nữa à. Con trai mẹ có mắt nhìn người hơn mẹ, chịu chưa? Mẹ, vậy mẹ cho phép con cưới Lam nha mẹ. Còn phải hỏi nữa à. Cảm ơn mẹ.